nghị viên tỉnh độ gốc Việt trực tiếp đến tỉnh xá Tự Quang tìm hiểu về vụ tận nhất. Đưa tin vào cuộc họp hội đồng ở Westminster. Xin mời ông nghị viên Độ trả lời. Cảm ơn vì chúng ta đã được mở cửa Cali. Chúng ta đã chịu đựng rất nhiều về vấn đề đại dịch. Sau cuộc bỏ phiếu nhân viên Cali, những người đã chích ngừa vaccine không phải đeo khẩu trang nữa. Thành phố sẽ ủng hộ cho việc làm ăn. Và sau đây, tôi sẽ đưa ra một vấn đề vừa xảy ra tuần trước. Đó là một cái chùa mà đã bị phá hoại. Tôi đã được báo cho biết và tôi đã trực tiếp đến ngôi chùa đó. Đây không phải là một vấn đề duy nhất, mà có nhiều chùa trong thành phố chúng ta bị phá hoại. Khi mà tôi tới thăm chùa, người nạn nhân của chùa cho biết, khi vụ tội ác này xảy ra, nạn nhân thường hay gọi cho những người dân mà không báo cảnh sát. Khi mọi vấn đề xấu này xảy ra, hãy gọi 911. Nhưng khi sự việc xảy ra, người sư cô đã gọi cho người dân thường của chúng ta, sau đó người dân gọi cảnh sát. Trong lúc chờ cảnh sát tới, lại bị tạm nhốt thêm một lần nữa. Khi đó bà mới gọi cho cảnh sát, và cảnh sát thành phố Westminster đã tới ngay lập tức, và cảnh sát đã làm hồ sơ, nên tôi đã muốn đưa việc này ra với cộng đồng, để mọi người biết được, làm sáng tỏ, và khuyên người dân nên gọi 911, đừng gọi cho người thân, bạn bè, để cho cảnh sát phản ứng ngay lập tức. Làm như vậy giúp cho cảnh sát phản ứng chậm hơn. Vừa rồi tôi có đến tịnh xá trong thành phố Westminster bị tận nhớt vì phá phách. Tôi trực tiếp trao đổi với sư cô và khuyên sư cô nên gọi 911 khi mọi chuyện xảy ra. Sư cô cảm ơn nghị viên tại độ. Tôi mong sư cô hãy bình tâm, đã có cảnh sát vào cuộc. Cảm ơn nghị viên tại độ. Sự lo sợ của sư cô cho đến bây giờ vẫn chưa hết. Nghị viên tại độ sẽ trực tiếp liên hệ với sở cảnh sát để giúp sư cô. Cảm ơn sư cô.